Con thấy nhiều khi chúng ta phí thời gian lắm. Không biết với bà chị em sống được bao năm, con không biết. Nhưng mà con thì rộng rãi lắm. Mỗi người chúng ta sẽ sống 100 năm, cho nó thoải mái. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng 100 năm đó nó sẽ qua đi mà. Dù 100 năm rồi nó cũng sẽ qua đi. Vậy thì tại sao chúng ta không biết tận dụng những năm tháng ngày giờ Chúa cho mình sống này? Sống vui đi, sống hạnh phúc đi, cười nhiều hơn một chút. Mình cứ câu có với nhau, mình gắt gỏng với nhau, mình bắt bẻ nhau, mình làm khổ nhau làm gì? Nay mai cũng chết mà. Vậy thì mỗi ngày sống của mình, chúng ta sống với nhau ngày nào, cố gắng đem niềm vui cho nhau. Cha mẹ, con cái, vợ chồng, anh em, bạn bè, sống với nhau vui, hạnh phúc. Nói tốt về nhau, nghĩ tốt về nhau, giúp đỡ nhau, chia sẻ nhau. Cho nên chúng ta đừng phí thời gian. Đừng phí thời gian để cãi nhau. Đừng phí thời gian để giận nhau. Chúng ta chỉ có một lần sống ở trần gian này thôi. Một lần mà mình buồn, mình sầu, mình khổ, rồi mình làm cho người ta khổ, rồi người ta làm cho mình khổ, chi vậy? Uổng một đời người.